Hello, xin chào các bạn, quay trở lại đến video tiếp theo của mình nhé. Đây mình lại quay lại em sù vàng cho các bạn xem này. Sù vàng sau mùa đông lắm lông lắm. Em này đuôi khóa trái, đuôi toàn dính ké các bạn ạ. Em ấy đang vào trong này ăn xương. Vàng, cái lông rất là chất các bạn. Nay được một bữa xương đầu quán phở mình xin về cho các bạn ăn các bạn. Chân tay rất là to luôn. Bạn này tuổi rưỡi, 2 tuổi rồi các bạn nhé. Bạn từ năm ngoái rất đẹp, trạng năm ngoái gầy lắm nhưng bây giờ mập này. Xương chân tay đầu thủ rất là sướng luôn. Mình ở đây nhà mình để nuôi cơm ăn 3 bữa nên là đến năm nay thì cảm thấy hồi béo hơn các bạn ạ. Năm ngoái gầy lắm, chạy như kiểu một khúc xương di động các bạn ạ. Năm nay đỡ hơn rất nhiều rồi. Cao thủ gặm xương các bạn, cái đầu mà nó gặm nát hết luôn các bạn. Đây thì mình làm cái chuồng sắt gồm có 3 khoang các bạn. Khoang này rốt em cái nhưng mà em ấy đẻ rồi. Còn em này, em này khoang giữa, một em nữa thì đi vệ sinh rồi, đang gặm dở bên này nhảy sang bên này ăn của ăn phần của người khác. Vâng, gọi đuôi ngoe ngoại luôn. Cái cổ nhìn rất là thích luôn các bạn. Bởi vì là mấy hôm vừa rồi mưa quá nên là mình không đi chợ. Tôi ở nhà quay cho các bạn xem lại mấy em vàng ở nhà. Nhà cháu gì toàn vàng các bạn ạ. Cũng biết cách gặm. Vàng, quay lại đây là vàng ơi. Vàng, vâng, béo múp hết mắt rồi các bạn ạ. Bạn này mà kiểu người lạ vào không dám vào luôn các bạn ạ. Ở nhà có chó to quá. Đây nằm sát hết lông, phần này lông bị bẹp hết. Và nhìn cái chân rất là sướng luôn này. Chân như chân sư tử luôn. Ăn ở trong này không thèm ra luôn các bạn ạ. Đấy, trời vẫn mưa lâm thâm các bạn ạ. Vẫn mưa này. Đấy, dạo này vẫn mưa suốt. Sáng nay còn mưa to hơn cơ. Nên mình không đi chợ được. Đấy, quay lại cho mọi người xem. To vật vã luôn. Vẫn muốn trèo vào trong ăn. Bạn ấy mở tiệc ở trong này luôn các bạn ạ. Đấy, lấy chân mà đè. Mài răng luôn là gặp những cái miếng nào mềm gặp trước, chỗ nào cứng gặp sau, gặp dần là mòn hết. Đấy, lấy chân đè đấy. Vâng. Rồi video của mình đến đây kết thúc nhá. Vì em ấy rụ mãi không ra nên là mình kết thúc video tại đây nào.
Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Các bạn thấy video mà chú cún dễ thương, đẹp ấy thì nhớ like mạnh và share chia sẻ video này cho mọi người xem nhé. Vâng, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật nút chuông để xem thông báo mới nhất nhé. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bắt đầu đi chơi này.